trong gần như toàn bộ lịch sử 4,5 tỷ năm của hệ mặt trời, trái đất chưa bao giờ đơn độc khi xoay quanh mặt trời, vì chúng ta luôn có người bạn đồng hành khổng lồ là mặt trăng. Trong giai đoạn tròn nhất, mặt trăng chiếu sáng rực rỡ vào ban đêm. Xuyên suốt lịch sử, mặt trăng cũng gắn liền với nhiều hiện tượng lạ như sự mất trí, hành vi của động vật hú lên khi nhìn thấy ánh trăng và thậm chí cả chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ. Mặc dù những liên kết đó không được khoa học chứng minh, nhưng có nhiều cách mà mặt trăng thực sự ảnh hưởng đến trái đất. Mặt trăng biến mất sẽ là một thảm họa và cũng làm thay đổi thế giới của chúng ta mãi mãi theo một số cách thức vô cùng kỳ lạ. Người ta thường chỉ biết quý trọng những thứ mình có khi đã mất đi chúng. Mọi thứ đều có nguyên nhân để tồn tại, và điều đó đặc biệt đúng với mặt trăng khi nó đã song hành bầu bạn với trái đất suốt 4,5 tỷ năm qua. Để hiểu rõ tầm quan trọng của mặt trăng với trái đất thì các nhà khoa học đã thử tưởng tượng và phân tích những hệ lụy có thể xảy ra nếu mặt trăng đột ngột biến mất. Sự thay đổi đầu tiên chính là khi mặt trăng bị phá hủy, các mảnh vỡ sẽ ồ ạt rơi xuống trái đất. Theo Foss, khoa học đã tưởng tượng về một loại vũ khí hủy diệt cực mạnh có thể tồn tại ở môi trường xung quanh mặt trăng và khiến nó nổ tung. Hoặc một thiên thạch có kích cỡ trung bình, đường kính khoảng 1 km cũng có thể xé nát mặt trăng. Khi đó, vô số mảnh vỡ sẽ bắn tung ra ở mọi hướng. Nếu vụ nổ không đủ mạnh, các mảnh vỡ sẽ thay hình đổi dạng và biến thành một hay nhiều mặt trăng mới. Ngược lại, nếu vụ nổ quá mạnh thì mặt trăng sẽ không còn lại gì. Nếu vụ nổ diễn ra với cường độ và một số điều kiện đặc biệt, nó có thể tạo thành một hệ thống vành đai bao quanh trái đất. Qua thời gian, những tàn tích mặt trăng này sẽ trượt khỏi quỹ đạo do ảnh hưởng từ bầu khí quyển của trái đất và tạo nên hàng loạt hệ lụy tiếp theo. Nhưng những tác động nói trên sẽ không mang tính chất hủy diệt trái đất như điều mà các tiểu hành tinh và sao chổi có thể làm. Mặc dù các mảnh vỡ mặt trăng có thể sẽ rất lớn, dày đặc và thậm chí có khả năng lớn hơn cả tiểu hành tinh từng quét sạch loài khủng long trên mặt đất, nhưng chúng có ít năng lượng hơn rất nhiều. Các tiểu hành tinh hoặc sao chổi va vào trái đất thường di chuyển với tốc độ 20, 50 hoặc thậm chí hơn 100 km/giây. Nhưng các mảnh vỡ của mặt trăng sẽ chỉ di chuyển với tốc độ 8 km/giây và chỉ tung ra một đòn gió thoáng qua vào bầu khí quyển của chúng ta. Các mảnh vụn va vào trái đất vẫn có sức phá hoại, nhưng chỉ tác động với mức năng lượng chưa đến 1% so với tổng năng lượng của một tiểu hành tinh có kích thước tương đương. Tóm lại, có thể nói, nhân loại sẽ không bị diệt vong vì mảnh vỡ của mặt trăng. Sự thay đổi thứ hai là tin buồn với những ai yêu thiên văn học. Bởi vì khi mặt trăng biến mất, lẽ dĩ nhiên là nhật thực hay nguyệt thực cũng không còn tồn tại nữa. Cho dù là nhật thực một phần, toàn phần hay hình khuyên, tất cả đều sẽ biến mất nếu một ngày mặt trăng qua đời. Đó là do hiện tượng nhật thực yêu cầu ba đối tượng phải thẳng hàng: mặt trời, hành tinh và mặt trăng của hành tinh. Sự thay đổi thứ ba, thủy triều trở nên rất nhỏ. Hiện nay thủy triều lên và xuống thể hiện sự khác biệt lớn. Những ai sống gần bờ biển, nhất là vịnh hay eo biển, có thể nhìn thấy rõ điều này. Và bạn biết không, thủy triều trên trái đất chủ yếu là do ảnh hưởng của mặt trăng, còn mặt trời chỉ góp một phần nhỏ. Trong thời gian trăng tròn và trăng non, khi mặt trời, trái đất và mặt trăng thẳng hàng, chúng ta có thủy triều. Có khi thủy triều ven bờ dâng cao gấp đôi so với thủy triều xuống thấp. Nhưng nếu không có mặt trăng, thì độ chênh lệch thủy triều sẽ giảm bằng 1/4 so với hiện nay. Giáo sư Matthew Schiller từ Viện Khoa học Hành tinh ở bang Arizona, Mỹ cho biết, nếu thiếu đi mặt trăng, môn thể thao nước sóng không hoàn toàn biến mất, nhưng nó sẽ trở nên nhàm chán hơn nhiều. Mặt khác, một đêm không trăng có lẽ không ảnh hưởng nhiều tới chúng ta, nhưng làm xáo trộn đời sống của các loài vật sinh sống ban đêm. Các loài động vật như bướm đêm đã tiến hóa qua hàng triệu năm để di chuyển nhờ ánh sáng của mặt trăng và các vì sao. Những con rùa mới nở sử dụng ánh sáng của mặt trăng để tìm đường ra biển. Và vốn dĩ ở hiện tại, chúng đã phải vật lộn để sinh tồn khi những ngọn đèn nhân tạo dẫn dụ rùa con đi sai đường. Sự thay đổi thứ tư, kỷ băng hà có thể liên tiếp càn quét trái đất. Nếu thiếu vắng mặt trăng, độ nghiêng trục của trái đất sẽ không còn ổn định, và đó là một điều đáng buồn. Hiện giờ trái đất quay trên trục của mình, nghiêng 23,4 độ so với mặt phẳng quỹ đạo của hành tinh quanh mặt trời. Bạn có thể nghĩ rằng mặt trăng không liên quan nhiều đến điều đó, nhưng thực ra, qua hàng chục nghìn năm, độ nghiêng đó đã thay đổi, từ mốc ít nhất là 22,1 độ đến lớn nhất là 24,5 độ. Mặt trăng góp phần tạo nên sự ổn định của độ nghiêng trục. Các thế giới không có mặt trăng lớn, chẳng hạn như sao hỏa, đã bị thay đổi độ nghiêng trục gấp 10 lần theo thời gian. Với trái đất, nếu không có mặt trăng, người ta ước tính rằng độ nghiêng trục thậm chí có thể vượt quá 45 độ, khiến trái đất
trở thành có hai thái cực rõ ràng. Kết quả là những nước như Ba Lan không phải lúc nào cũng có thời tiết lạnh, còn khu vực xung quanh được xích đạo không phải lúc nào cũng ấm áp. Nếu không có mặt trăng, các kỷ băng hà sẽ tấn công các khu vực khác nhau trên thế giới của chúng ta cứ sau vài nghìn năm. Như bạn có thể đoán ra, nếu độ nghiêng trục của trái đất dễ bị thay đổi, nó sẽ ảnh hưởng lớn đến các mùa và khí hậu của hành tinh xanh. Ông Paul Sutter, nhà vật lý thiên văn tại Viện Flatiron cho biết, mọi thứ chúng ta biết về các mùa trong năm sẽ bị đảo lộn hoàn toàn. Chuyên gia nói thêm, một số nơi trên hành tinh hầu như sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt trời, trong khi ở những nơi khác, mặt trời lại lơ lửng mãi trên đầu suốt hàng tháng. Tuy nhiên, sự thay đổi độ nghiêng của trái đất sẽ diễn ra dần dần. Vì vậy, chúng ta sẽ không nhận thấy điều đó ngay lập tức, hoặc thậm chí có thể không ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng ta, mà tác động đến thế hệ tương lai. Tuy nhiên, đối với những loài động vật đã tiến hóa qua hàng triệu năm để sinh sống phù hợp với từng mùa trong năm, chúng có thể rất khó thích nghi và bị đe dọa tuyệt chủng. Một sự thay đổi khác vô cùng đáng tiếc nếu thiếu đi mặt trăng, đó chính là con người sẽ không còn bước đệm để khám phá phần còn lại của vũ trụ bao la. Một trong những lý do mà con người có thể đặt chân lên mặt trăng từ tận những năm 1969 đến năm 1972 là nhờ mặt trăng nằm gần trái đất, chỉ cách nhau khoảng 380.000 km. Một tên lửa thông thường có thể hoàn thành quãng đường này trong khoảng 3 ngày và việc truyền tín hiệu khứ hồi ở tốc độ ánh sáng chỉ mất 2,5 giây. Các lựa chọn gần nhất tiếp theo để con người chinh phục như sao hỏa hoặc sao kim cách xa trái đất hơn nhiều. Ngay cả khi có thể thực hiện được một chuyến đi khứ hồi tới hỏa tinh hay kim tinh, thì điều đó cũng mất hơn một năm. Mặt trăng là nước thang gần nhất và thuận tiện nhất để con người luyện tập trong hành trình khám phá vũ trụ bao la và đầy bí ẩn. Vì lẽ đó, nhân loại sẽ tổn thất lớn nếu không còn có mặt trăng. Thêm vào đó, thiếu vắng mặt trăng cũng đồng nghĩa với mất đi vô số thông tin về trái đất vào thời kỳ non trẻ. Do hoạt động kiến tạo, hành tinh của chúng ta đã chôn vùi mọi khối đá của thời kỳ xa xưa nhất. Ngược lại, mặt trăng không trải qua sự thay đổi địa chất lớn so với thời nguyên thủy. Vì vậy, mặt trăng có thể đóng vai trò là kho lưu trữ thông tin về trái đất và hệ mặt trời, cung cấp cho khoa học sự hiểu biết về trái đất trông như thế nào ở hàng tỷ năm trước. Ví dụ, số lượng miệng núi lửa trên mặt trăng cho các nhà khoa học biết rằng đã có một thời kỳ các tiểu hành tinh oanh tạc dữ dội trái đất và mặt trăng vào khoảng 4,1 đến 3,8 tỷ năm trước. Phân tích hóa học của đá mặt trăng cũng đã giúp chúng ta tìm hiểu về lượng nước trên hành tinh được khơi thông như thế nào bởi các sao chổi và tiểu hành tinh. Tiếp tục chương trình với Nhật ký phi hành gia, chuyên mục hé lộ về cuộc sống của các phi hành gia trong không gian. Liệu bạn có bao giờ thắc mắc các phi hành gia có thể chơi trò chơi nào để giải trí ở môi trường phi trọng lực như trên trạm vũ trụ quốc tế ISS? Hãy cùng Ngọc Quốc tìm hiểu ngay sau đây nhé! Các phi hành gia trên trạm ISS gần đây đã nghĩ ra một trò chơi gọi là phi tiêu không gian, đòi hỏi sự linh hoạt của những người chơi là phi hành gia từ nhiều quốc gia. Trong video đăng trên mạng xã hội, trò chơi mới được phát minh này có vẻ là một cách tuyệt vời để dành cho một ngày cuối tuần trên quỹ đạo. Trong những ngày cuối tuần, đôi khi chúng tôi dành thời gian để chơi game. Phi hành gia đến từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, anh Sultan Al-Nayadi, người đăng video viết chú thích trên Twitter. Anh cho biết thêm, đây là một trong những hoạt động yêu thích của chúng tôi. Những trò chơi này là cách hoàn hảo để thư giãn sau giờ làm việc và chuẩn bị cho những nhiệm vụ sắp tới. Video của phi hành gia Sultan không giải thích các quy tắc của trò phi tiêu không gian, nhưng dường như có quy định một số lượt chơi nhất định cho mỗi người. Họ cố gắng ném một quả bóng bàn bay qua một trong hai cái vòng. Trong đó, vòng kim loại đặt ra thử thách cực khó vì nó chỉ lớn hơn quả bóng một chút. Ở phần cuối chương trình là giải đáp câu đố của tập trước. Hôm qua thì chị Xuân Ngọc đã gửi đến các bạn một câu hỏi nho nhỏ, đó là việc đưa động vật lên các phi thuyền đã tiến hành lần đầu tiên vào năm nào? Đáp án chính xác là A, năm 1947, khi những con ruồi giấm đầu tiên được phóng lên thượng tầng khí quyển của trái đất vào năm 1947. Theo Space.com, động vật là những phi hành gia đầu tiên bay vào vũ trụ. Các cơ quan vũ trụ quốc tế dựa vào nhiều loài động vật để kiểm tra khả năng sống sót, cũng như tác động của phi trọng lực đối với quá trình sinh học của con người. Ngay sau khi phóng ruồi giấm, các nhà nghiên cứu Mỹ đã cho khỉ và chuột bay trên các chuyến bay dưới quỹ đạo từ năm 1948 đến năm 1951. Hình ảnh trong đáp án B, năm 1957 cho thấy cô chó Laika là động vật đầu tiên hy sinh trên quỹ đạo do nhiệt độ quá nóng. Vào thời điểm con tàu chở Laika vào quỹ đạo,
các nhà khoa học còn rất mơ hồ về tác động của chuyến bay ngoài không gian đối với sinh vật sống. Và bây giờ là câu đố của ngày hôm nay. Chúng ta vừa tìm hiểu về mặt trăng, vậy thì mời các bạn cùng đến với hai câu hỏi nhỏ về hiện tượng siêu trăng nhé. Câu hỏi thứ nhất, bạn có thể dùng thiết bị nào để quan sát siêu trăng? A. Mắt thường, B. Kính viễn vọng, C. Ống nhòm và D. Cả ba đều đúng. Câu hỏi thứ hai, khi siêu trăng xuất hiện ở đường chân trời, mặt trăng có vẻ còn trở nên lớn hơn nữa. Vì sao? A. Do ảo ảnh thị giác gọi là hiệu ứng mặt trăng. B. Do vị trí của mặt trăng gần hơn với trái đất. C. Do khúc xạ ánh sáng khí quyển. Và D. Cả ba ý trên đều đúng. Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày mai. Còn bây giờ thì Ngọc Cúc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.